Được rồi. Ừ. Tức là bạn muốn đi đúng không? Dạ. Sao lại đạp siêu tốc? Cười chào anh em nhá. Mình diễn thứ 1 đây. Thời tiết này không chạy xe thì chạy cái gì? Nhiều chưa anh? Nó trong biển 22 năm, cũng trả 22 năm. Thế khi mình vào mình thanh toán 40. Rất thích mình có bảo là cô vừa bảo là à, cháu nhìn thấy cái biển kia có 22 năm nghìn, sao lại 40 nghìn? Bà em hỏi thịt lợn rồi tăng giá. Không phải là trang mốt ứng dụng. Trang mốt ứng dụng rồi. 170 thì ngoài nhá. Uầy, tươm nhỉ? Nó mới chạy từ 7, 8 giờ sáng đến bây giờ. 8 giờ sáng bây giờ có 10 giờ ấy. 10 rưỡi rồi. Tươm quá gì nữa. Mấy bạn chạy từ 5 giờ đến bây giờ mới được có 350 ứng dụng rồi. Đi phụ mày mày đã làm 170 ngoài rồi. Vãi nồn. Được. Này anh chạy 5 giờ rồi. 5 giờ mình chạy từ 5 giờ vừa mới giao một cuốc xuống đây rồi tắt app ngồi chơi thì đã. Không muốn chạy cứ bật lên là nổ đéo thôi. Chạy mệt lắm. Kinh. Chạy sớm nó vậy. Chạy sớm chắc cô ta đều đúng không? Nó nổ liên tục rồi nhỉ? Nó nổ đều. Lúc ấy ít người chạy. Hôm nay mưa nữa nhỉ? Mới được có 3,5 tầm. Ấy, em nổ à? Bật nó nổ mà. Anh doanh gì? Mình doanh chỉ sao? mới đăng ký. CD 1 triệu. Chạy thôi sếp ơi. Vào anh đi chơi. $165,000. Chết rồi, nhớ có tiền lẻ rồi. Chị ơi, cái em đang không có tiền lẻ, chị có gì chị đem tầm 35.000 xuống được không chị? Dạ vâng, chị đem xuống hồi em tầm 35.000 chị ạ. Kinh thật, hai ông kia khá phết nhỉ. 8 giờ 170 ứng dụng, 170 tiền ngoài. 150 ứng dụng. Ông kia 350 ứng dụng rồi. Không biết được bao nhiêu tiền ngoài nhá. Ai, sáng nay đấu tranh tư tưởng mãi không dậy được. 7 giờ dậy cũng nước rồi chứ. Trượt cái lắp giao hàng phải không chị? Hơi mưa. Ừ đúng rồi em ơi. Rồi em cảm ơn chị. Ừ, giúp chị cái nhé, cảm ơn vâng. Em. Ở đây chị buộc vào trong. Buộc vào trong không là sợ nó mưa là ướt. Cái này là cái gì đấy ạ? Bột làm bánh bao em ạ. Chị 165.000 chị ơi. Trời ơi, cảm ơn ạ. Lại COD này. Đúng 1,4 triệu. Cho mình thêm 10.000 nữa. Ai, sợ lừa ấy nhở. Chị đưa ngoài cho em là 48.000. À là 58.000. Em có đây. Xuất cho em 8.000 giả cho em. Em chuyển khoản cho chị được không? Ờ không, chuyển khoản á? Vâng. Thế không mấy à? Không, không có. Em không đủ 1,4 triệu tiền mặt. Thế em đi đâu đóng tiền rồi. Nhà chủ công ty và nhân lao. Chỉ đóng cái dấu là đã thu tiền lên rồi. Chị ơi, mình có một đơn hàng văn phòng phẩm về 15 đầu xuân đúng không chị? Vâng, của chị là ứng 1,4 triệu phải không chị? Chị chả biết mang đơn đấy chị, nhưng mà có phải hồ sơ không? À có giấy tờ hóa đơn luôn ạ. Ok, đến nơi gọi chị nhá. Rồi, ok. 5 minutes later.
hết rồi. Đổi tiếp. Em về hết nhá. Chưa kiểm tra hàng không? Ok đủ. Cảm ơn. Chị ơi, em đang ở cái công ty cổ phần Đại Gia này. Dạ vâng, chị. Về Quan Hoa xong rồi đi ăn cơm luôn nhỉ? Là 12 giờ, 12 giờ. Chị anh gọi cái đó à? Vâng vâng. Này bằng con đuôi anh ạ. Quanh 45.000 anh ạ. À nhờ, 47.000 ạ. Rồi, cảm ơn nhé. Cảm ơn, cảm ơn. Trong ngoài có quán chuột Kim Minh nhỉ. Ngày xưa sinh viên suốt ngày cũng gặp đây. Chuột Kim Minh đâu nhỉ? À, đi qua rồi. Qua chưa ta? À, đây là chuột Kim Minh. Đúng luôn. Thôi ăn uống đậu ấy. Cho em một suất đầy đủ ăn đây. Chết. Alo. Chị ơi, mình đặt giao hàng ở 165 Quan Hoa à? Dạ vâng, em đang qua đấy ạ. Chị đợi một chút, em đang ở Cầu Giấy. Miếng ăn đến mồm rồi. Em đang qua 97 đúng không? Vâng, em qua 97 với chị Thanh ạ. 200 tin nhé. Dạ vâng. Chị gọi cho người nhận cho chị. Chị gọi cho người nhận chưa? À, chị biết rồi đấy, em cứ giao đấy là có chị Dung chị nhận hoặc là gọi bạn Hà, chị Hà ấy. Để em gọi trước. Em cứ giao chị Thanh là có mấy người đấy không ạ? Vâng vâng. Giao bảo ra là chị Dung thôi. Vâng, ok em cảm ơn. Ở đây kìa, mũ em có cái gì đấy? Camera chị ạ. Thế à, không bao giờ lại có chuyện đây hả? Vâng, sợ cảnh sát lắm. Vâng, em cảm ơn nhé. Của chị 21.000 chị ơi. À 22.000 ạ. Rồi cảm ơn. Giờ đi đâu ăn cơm bây giờ chị ạ? Mở luôn à? À. Hên quá, nổ luôn. Khoảng đây ăn nhé. Vâng. Bánh nha ngon lắm mà có 25.000. Có ngon luôn. Tuyệt vời. Thương. Kẹt giao hàng đúng không? Ngoại thương. Đúng rồi. Về Thôi Trung Mậu. Ok. Bạn gọi cho người nhận chưa? Được ạ. Ơ. Wait a minute. Tức là bạn muốn đi đúng không? Sao lại đặt siêu tốc? Vì có mã làm giá.
Thông minh nhỉ? Thông minh ạ. Nó chỉ thôi từng bộ. Mày học trường này luôn hả? Tiếc quá, hết pin không quay được cho anh em cái bạn vừa rồi. Anh em 2K nói chuyện hay vết. Đặt xe không bá đạo chứ. Tức là đặt Grab ấy thì không có khuyến mại. Thế là bạn đặt giao hàng. Có hàng này quá cồng kềnh rồi anh em ạ. 40 cân. Đây gặp bao nhiêu anh em Grab ở đây ạ? Em vừa ra khỏi nhà thôi. Có thể em còn trong nhà. Đây chạy sáng giờ được bao nhiêu ta? 5:30. Anh đi được bao phút rồi? Được 5 cuốc. Đấy nó là 5 chạy. Em là 7 cuốc. 7 cuốc à? 7 cuốc chắc 250 à? Ôi, nói không phải ấy chứ. 7 cuốc 100 vậy. Ông lại phét. 15 nhân 7 bao nhiêu? Không, đâu, cuốc phút được ít mà. Cuốc phút được ít tiền lắm. 7 cuốc. 7 cuốc. Đấy. Không mẹ cả. Toàn 15, 13 nghìn nó tải thật. Cay vãi lùn, cuốc phút được thấp mà. Vãi cửa đấy. Alo, chị ơi, mình có một đơn hàng COD về gửi về ngõ 18 thì công thiệu phải không ạ? Ok, bây giờ em... Vâng, 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 tầm 10 phút nữa em tới nơi em gọi chị nhé. Vâng. Thử này. Chị đặt hàng đúng không? Đặt giao hàng đúng không? Đứng trước 200. Đúng không? Dép tao không đi là thì chân đợi. Em cảm ơn. Cảm ơn. Đi chân đợi. Giao đồ. Đợi đi em bóc rồi nhé. Vâng. Của chị 228.000 chị ạ. 28.000 nữa. Dạ vâng, có tiền ship ạ. Tiền ship chị thanh toán rồi mà nhỉ? Chưa chị ạ. Chị tiền ship 200 thôi. Vậy em gọi lại chị ấy nhá. Nổ cốt luôn nè. Chị ơi em đón chị ở Y Cha Con mà chị. Vâng, em đang ở dưới rồi nhá. Xuống gọi em với. Vâng. Chị về Mỹ Đình phải không ạ? Ờ vâng, em xin. Đầu tiên chạy xe với người cho em pháo. Chị bắt xe về đâu? Bắt xe về đâu ấy ạ? Về Mỹ Đình nhé, Mỹ Đình. À, bắt xe về Mỹ Đình. Đây là chị. Cảm ơn nhá. Đó là nha. Thôi đến đây thì video của mình cũng dài rồi, thì mình xin kết thúc video ở đây thôi. Thì chắc là thời gian tới thì mình sẽ làm video về đêm, chạy Grab về đêm xem thế nào. Mong anh em vẫn ủng hộ. Nếu thấy video của mình thú vị ấy, thì cho mình xin một like, một đăng ký nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn.